Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lấp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị và hôm nay sẽ là Tỷ phú bán giày của Tony Hsieh. Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, thực sự cũng không tệ. Tony Hsieh đã chứng minh một điều rằng trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp thì dòng tiền và mối quan hệ là hai thứ không thể tách rời. Cái cách mà chúng ta xây dựng mối quan hệ và sử dụng dòng tiền sẽ quyết định doanh nghiệp đi được bao xa, tồn tại được bao lâu giữa cái xã hội và cái thị trường đang không ngừng biến động này. Và Tỷ phú bán giày là tâm sự mỏng của Tony Hsieh về hạnh phúc, về thành công, về quan điểm kết bạn, về việc nên tiếp tục lựa chọn như thế nào, về những cái quyển sách gây ảnh hưởng đến bản thân và cả những cái bài học được rút ra từ trò bài bạc poker. Dù là học hay là chơi hay là làm việc thì anh ấy đều chuyên tâm thực hiện tất cả một cách vui vẻ, khác xa với cái mục lục nghiêm túc quá mức cho phép. Tỷ phú bán giày với cái cách kể chuyện động chất hài hước của Tony Hsieh cực kỳ dễ thấm, đặc biệt là cho những ai đã hoặc đang trải qua cái giai đoạn khủng hoảng niềm tin bản thân, hoang mang về những cái lựa chọn của mình hay đang ấp ủ ý định khởi nghiệp. Điều mình tâm đắc nhất đó chính là vấn đề về giá trị cốt lõi được trình bày trong Tỷ phú bán giày. Giá trị cốt lõi, nôm na nó chính là cá tính, là bản sắc, là thương hiệu của cá nhân, của doanh nghiệp. Mình đã từng rất là hoang mang khi đọc cái câu mà nếu bạn không tự xây ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn đi xây ước mơ của họ. Bởi vì mình chẳng biết là mình đang mơ ước cái gì cả. Mình đã trải qua hai công việc, cái trước cái sau không có lan quyên liên quan gì nhau luôn. Và đến tận lúc này thì vẫn mơ hồ về đường hướng tương lai của mình. Nhưng sau khi mình đọc Tỷ phú bán giày rồi thì mình nhận ra là ủa, nếu như mà mình chưa có xác định được ước mơ lớn của mình là cái gì để theo đuổi thì mình hoàn toàn có thể tìm một ước mơ đủ đẹp để góp sức xây chung. Vấn đề là làm thế nào để xác định được là cái ước mơ đó nó có đủ đẹp hay không? Thì Tỷ phú bán giày đã cho mình câu trả lời. Đó là mình cần phải tìm hiểu chủ doanh nghiệp, tìm hiểu cái giá trị cốt lõi mà họ theo đuổi là gì. Họ có bám sát những cái giá trị này trong cái quá trình vận hành hay không? Và mình có phù hợp với công ty hay không? Và để xác định là mình có phù hợp với công ty hay không thì mình cũng cần phải xác định giá trị cốt lõi của mình là gì, có tương thích với những cái giá trị của đối phương hay không. Nói tóm lại là chính cái giá trị cốt lõi sẽ giúp cho mình đưa ra được những cái chọn lựa hợp tình, hợp lý với chính bản thân mình. Cuốn sách này không chỉ đơn giản nói về cái câu chuyện khởi nghiệp đầy gay cấn của Tony Hsieh, về cái quá trình anh nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, về việc mang lại hạnh phúc cho tất cả những bên liên quan đến doanh nghiệp của mình, mà nó còn giúp cho cái người đang mơ hồ về đường hướng tương lai như mình có cảm hứng để đưa ra những cái lựa chọn tiếp theo, cũng như xác định được mình cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào để dễ dàng được tiếp cận, được tìm thấy. Dù cho mình làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần mình cố gắng hết sức có thể để lại những cái dấu ấn cá nhân tích cực và tốt đẹp mang tên mình trên cái hành trình đó. Và tất cả chúng ta, cho dù có bao nhiêu điểm khác biệt đi chăng nữa thì đều cùng trên một hành trình đi tìm hạnh phúc của chính mình. Và trên cái chặng đường đó, đôi khi mình định nghĩa hạnh phúc là phải có được thứ này, phải đạt được thứ kia. Nhưng khi có được rồi, đạt được rồi thì lại cảm thấy cái dáng vẻ hạnh phúc đó không phải là cái thứ mà mình chờ đợi. Hay là cái cảm giác hạnh phúc đó nó cũng trôi qua rất là nhanh, rồi mình lại nhanh chóng rơi vào cái cảm giác là không biết lựa chọn tiếp theo như thế nào. Đến cả Tony Hsieh cũng còn như vậy mà. Vì vậy chúng ta cũng chỉ đơn giản là bình tĩnh, suy nghĩ và lựa chọn, thực hiện những gì mà mình bản thân cảm thấy thú vị, cho đến khi tìm được chính xác ước mơ của đời mình là gì để theo đuổi. Mà cho dù có không tìm thấy thì cũng không sao cả, nếu mà chúng ta đã sống vui vẻ mỗi một khoảnh khắc, một phút giây đời mình. Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại chia sẻ của bạn trong phần comment và chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé!